Xin chào đến toàn thể anh em và các bác đam mê bộ môn súng hơi, súng nén khí lại tiếp tục quay trở lại kênh nhé. Lại là chương trình bán giảm giá, hạ giá tri ân cho anh em. Ngày hôm nay thì lại tiếp tục lên bán thanh lý giảm giá khẩu FXQK2 cấu hình tầm trung với giá là 5.900.000. Thì đây là mẫu FXQK2 có thể săn mồi được cự ly là 60m, 70m là ăn chim sẻ cho anh em. Thì em cũng nói luôn là đây là mặt hàng sản phẩm mới không nhé, không có cái gì là cũ cả. Có rất nhiều anh em bảo là mặt hàng thanh lý mới giảm giá là đồ cũ mới đồ không chơi được. Thì em nói luôn là đây là mặt hàng mới tinh. Đấy, tất cả những cái quy, van, bình, kính, lòng, giảm là đồ mới hết. Đấy, em bán giảm giá tri ân cho anh em để kéo kênh, tương tác với kênh. Bán giảm giá cho anh em với giá là 5.900.000 là 10 khẩu. Thì anh em nào nhanh tay thì có nhu cầu muốn mua thì đặt hàng, vui lòng liên hệ trực tiếp cho bên shop qua hai số điện thoại em để trên biển kia để mua bán nhé. Lưu ý là anh em mua bán thì là gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo. Thì số điện thoại kia là có Zalo và Telegram. Anh em có gọi điện qua Zalo hoặc là Telegram hoặc là gọi điện trực tiếp thì ở bên em sẽ tư vấn cho anh em về cấu hình và mẫu mã sản phẩm. Em muốn biết chi tiết thì có thể là gọi điện hoặc kết bạn thì em sẽ gửi hình ảnh này, video test tâm thực tế cho anh em xem. Đấy. Cây này thì ở trên kênh đã có video test tâm cho anh em xem rồi. Anh em có thể là qua kênh và xem. Đấy. Đồ, tất cả đồ là mới nhá, không có đồ là phụ kiện nào là cũ cả các nhé. Đấy. Vẫn lắp ráp test chuẩn chỉ, ok gửi cho anh em. Có video test tâm đàng hoàng trả hàng nhé. Nên anh em yên tâm tuyệt đối. Có rất nhiều anh em là xem video bảo là giảm giá mới thanh lý thì lại bảo đồ cũ mới đồ không chơi được. Em nói luôn là tất cả những mặt hàng mà em đặt thì em đều làm video test tâm trả hàng cho anh em qua Zalo. Test ok chuẩn chỉ rồi mới gửi, nên anh em yên tâm về cái vấn đề là chơi được hay không nhá. Đấy, có anh em nào mà không tin tưởng ấy thì có thể tham khảo tìm hiểu thêm đi, xem bên em đoán hàng như thế nào, ra làm sao. Đấy, bán hàng trên kênh YouTube bao nhiêu năm nay rồi, anh em người ta để lại lời bình luận ở bên dưới ra làm sao như thế nào. Đấy, anh em cứ tìm hiểu kỹ càng đi, xong rồi hãng mua. Đấy, mua hàng thì em cũng nói luôn là có cọc tiền trách nhiệm nhé, không cọc không gửi. Miền Bắc là cọc 300, còn miền Nam cọc 500. Anh em nào đang phân vân về cái tiền cọc thì cũng lên tìm hiểu tham khảo thật kỹ đi. Đấy, mua hàng thì phải có cọc, không cọc không gửi, nói luôn ở video như vậy. Có rất nhiều anh em điện đến bảo là khẩu 5.900.000, xong bảo là cọc 300-500, xong rồi bảo không cọc, gửi đi xong tôi xác nhận hàng, xong tôi thanh toán đầy đủ này kia. Anh em không cọc thì khi hàng gửi đi, có rất nhiều anh em hàng gửi đi rồi cọc tiền trách nhiệm rồi còn bom cơ, chứ không nói vấn đề là chuyện không cọc nhé. Anh em cọc giúp shop là 3-500 để có cái trách nhiệm nhận hàng. Khi hàng gửi đi đến nơi anh em nhà xe điện, anh em ra nhận hàng, thanh toán nốt cái tiền, số tiền còn lại là 5.900.000 là ok. Đấy, lưu ý vấn đề tiền cọc đấy. Nói luôn là không cọc không gửi, video nào em cũng nói rồi, nên anh em tham khảo nhé. Đấy, còn về chế độ bảo hành thì bảo hành cho anh em lỗi 1 đổi 1 trong vòng 1 tuần. Nghĩa là khi anh em mua về một cây như thế này, trong vòng 1 tuần anh em chơi không cảm thấy sướng, không cảm thấy ok, điện liên lạc lại shop đổi trả. Đấy, đổi cây mới, cấu hình khác cũng được là ok. Đấy, còn về trong vòng 6 tháng 1 năm là anh em chơi, trong quá trình chơi nó hỏng hóc cái gì thì gửi lại shop, shop sẽ làm lại bảo hành cho anh em, sửa chữa cho anh em. Chứ còn nếu mà bảo nói về vấn đề bảo hành là nhiều anh em, nhiều shop vẫn cứ bảo 6 tháng với 1 năm bảo hành lỗi đổi này kia thì cái đấy thật sự là chả có đơn vị bán hàng nào bảo hành được 6 tháng đến 1 năm cả. Bởi vì trong quá trình chơi chắc chắn sẽ cũ đi, mà cũ thì chả ai người ta đổi được, chỉ có hỏng hóc. Ví dụ cái van nó sẽ xảy ra tình trạng là hồi áp hoặc là xì, thì anh em không biết cách sửa chữa thì gửi lại shop, shop sẽ làm lại cho anh em. Hoặc là chơi một trong vòng thời gian, ví dụ như anh em chơi không biết cách chỉnh kính thì cũng có thể gửi lại, bên em làm lại cho anh em, test lại cho anh em. Đấy, chứ còn bảo hành kiểu như bảo hành nhớ anh em cứ bảo hành là lỗi đổi một trong vòng 1 năm thì cái đấy thì nói thật là không có. Toàn anh em nói mồm thôi, chứ không ai người ta bảo hành được cho anh em trong vòng 1 năm cả. Anh em cứ mua hàng thì biết nhá. Đấy, nên là mua bán thì anh em cứ liên hệ cho bên shop qua hai số điện thoại kia để mua bán. Còn hàng giảm giá đây là giảm giá cho anh em để kéo tương tác cái kênh. Đấy, nên anh em yên tâm là hàng mới tinh hết nhá. Cấu hình thì ở đây hiện tại shop đang ngắt cho anh em với cây này 5.900.000 thì anh em sẽ được một cấu hình, đó là một bộ combo QK2 này. Đấy, bán gấp rút chữ A. Dòng Q này chơi cực kìa sướng không nhé. Đấy, giá tiền của nó thì sẽ đắt hơn dòng Q sói, nhưng mà nói thật với anh em là chơi em cảm giác nó chơi không khác gì dòng Q 3 lỗ, khỏe cực kỳ khỏe luôn. Thì dòng Q này thì là dòng Q nhập
nguyên quy này. Làm thì em chỉ làm lại đó là cái lò xo, thay độc cái lò xo bên trong thôi. Đấy, thay lò xo nhập cho khỏe nhá. Bởi vì cái lò xo đi theo quy này cực kỳ là yếu luôn. Đấy. Nên là em sẽ thay cái lò xo này, lắp cho anh em lò xo khỏe để về anh em chơi cho nó phê thôi nhá. Đấy, còn cái lò xo theo quy không chơi đâu. Đấy, nhiều anh em cứ bảo là chơi hàng nhập mỹ hàng nguyên tem nguyên mác thì nói thật với anh em, súng ống chơi phải chế cháo mới chơi được, chứ còn chơi nguyên si nguyên tem nguyên mác thì nhiều khi là không chơi đâu. Đấy, ví dụ cái van thế, cái van thì phải làm lại, chứ không làm lại, không thay gioăng sim, không sửa thay lò xo bom nhựa thì thật sự là chơi một thời gian 2 tháng 1 tháng 2 tháng bắt đầu nó bị phồng sim lên, thế xảy ra tình trạng tràn áp này. Đấy, áp đi hơi bằng nhau này, hồi áp chậm này, là anh em chơi cái đường đạn của mình đã không chuẩn rồi. Đấy, nên là nhiều khi là phải độ chế cháo lại chơi mới ok. Con này bình thì hiện tại là lắp bình nhôm lít bằng 0.35, em nào muốn lắp bình lớn thì báo shop, shop sẽ lắp bình lớn, giá tiền nó đều bằng nhau. Giảm là giảm âm sniper ôm cành, cành thì hiện tại đang lắp là cành TK Hồng Kông bản 10 khương tuyến em nhé, có thể chơi được hai dòng kẹo là lấm chì và xà lung. Thì bao cho anh em vụt mồi cự ly là 60 mét là ăn chim sẻ, có video test tâm. Em hình dung con chim sẻ nó rất chơi bé thôi, còn ví dụ như là con cò hay con cu cứ 70-80 anh em có thể săn tha hồ. Đấy, em hình dung nhá. Kính ngắm Discovery hàng VTG 3-12x42 OC. Đấy, kính này thì có đèn tâm. Đấy, cấu hình tầm trung, bao cho anh em vụt mồi cự ly là 60m chim sẻ. Còn anh em muốn săn mồi cự ly 100-100m thì anh em phải thay kính khác, bởi vì đây là kính thông số của nó, thông số nhỡ nhá, không thể nào mà bằng những dòng kính. Ví dụ như anh em có thể muốn săn mồi cự ly 100 thì anh em phải lên kính, ví dụ ít nhất là phải kính B2 thì mới săn mồi được, thế nên em lưu ý nhá. Đấy, còn bán giảm giá tri ân cho anh em thì là 5.900.000. Đấy, một khẩu như thế này hết giá khuyến mãi thì anh em mua hết thì em lại quay về giá gốc là 6.500.000. Thì ở những video trước và trên thị trường cũng đang bán với giá là 6.500.000, nhưng ngày hôm nay 5.900.000 em sẽ sở hữu cho mình một khẩu QK2 như thế này, và tặng kèm đó là 2 hộp kẹo chì và 1 băng đạn 11 viên. Đấy, cho anh em hoàn thiện một cây như thế này là 5.900.000 này em nghe này. Đây, đây thì em sẽ bỏ băng ra để đỡ đạn nó đỡ vào lòng nhá. Đây, nghe tiếng lổ này, chu an toàn này. Đấy, em phê chưa này. Rồi, bấm chu an toàn này, không bóp được bóp cò này, không bao giờ nhả nhá, để chu an toàn này. Đấy, bóp cò này, thấy chưa, cực kỳ là khỏe luôn. Lò xo là thay lò xo thừa nên là cực kỳ là khỏe luôn các nhá. Anh em chơi cái lò xo theo quy thì không bao giờ được khỏe như vậy luôn. Đấy, nên là cái đường đạn của anh em là sẽ không ổn định đâu. Nên anh em lưu ý cái vấn đề là mua hàng các bác nhá. Đấy, có anh em nào có nhu cầu muốn mua cây này thì cứ liên hệ cho bên shop qua 2 điện thoại kia. Thì ở video ngắn ngày hôm nay thì cũng xin phép anh em và các bác kết thúc đây. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video sau nhé.